Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2021, ngày Chủ nhật đấy. Thì một ngày Chủ nhật may mắn khi mà mình, Sâm Ngọc Linh Tuấn Hằng đây, may mắn mua được hai cái củ sâm Ngọc Linh chuẩn của núi rừng Ngọc Linh và cực kỳ bự. Hai củ này có thể nói là hai củ to nhất của núi rừng Ngọc Linh. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng củ sâm nhé. Củ này rất là già. Củ cất rất là già. Và để xác định được cái tuổi chính xác của củ này thì hơi khó đấy các bạn ạ. Bởi vì ấy, cái phần trứng đây, cái phần 1 tuổi bắt đầu từ cái đầu tiên đây. Nó phần thân rễ nó phát triển dài như này. Đấy, cái phần thân rễ nó phát triển như này. Thì trong quá trình phát triển ấy, thì những cái đầu rễ này, những cái u nhỏ nhỏ này nó phát triển thành cái trứng to như này. Những cái trứng này nó phát triển nó lớn nó to lên, nó che mất cái mắt sâm. Che mất cái mắt sâm này, đâm ra là mình không đếm được cái mắt của nó lên, mình không biết được nó bao nhiêu tuổi. Chỉ biết củ này rất già, có thể là nó phải hơn chục tuổi lên đấy. Mình chưa đếm nó không biết được. Củ này đẹp lắm, củ này này bạn nhìn này. Người dân vừa mới mang về sáng nay nhé. Mới nhổ về sáng nay và vừa mới mang đến đây cho Sâm Ngọc Linh Tuấn Hằng xong. Cực kỳ chất, củ này có trọng lượng là 2 lạng. Cũng có thể nói là một trong những củ sâm to nhất hiện tại ở huyện Nam Trà My. Còn đây, đây củ này là củ bự nhất đây. Củ này 2 lạng 4 và chắc chắn là ở huyện Nam Trà My bây giờ không có củ sâm nào to hơn củ này các bạn nhé. Đây là phần trứng, là phần đầu tiên củ sâm này. Rất là bự phát triển. Trong quá trình sinh trưởng ấy thì nó sẽ nó lên thành hai cái nhánh, một cái nhánh đây này. Một cái nhánh ở dưới. Đây một cái nhánh ở chỗ trong này. Thì cái nhánh trong này nó lại phát triển thành hai cái nhánh nữa đây. Một nhánh, hai nhánh này. Đây là, bây giờ củ sâm này có 3 nhánh, cực kỳ đẹp mắt. Các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, củ sâm vừa mới nhổ xong này, cái rễ nó vẫn rất là cứng cáp này. Sờ cái rễ nó, cái rễ nó vừa mới nhổ xong rất là tươi nhá. Đó. Các bạn lấy hai cái củ này bác về và cho vào hai cái bình cầu trưng lên thì tuyệt vời. Tuyệt vời, cực kỳ đẹp. Hai cái bình hai này cho vào hai cái bình cầu để hai bên phòng khách, hai bên cái bàn làm việc hay là để trang trí ở trong nhà thì cực kỳ đẹp. Và những cái củ sâm to như này, vừa to, vừa già, vừa đẹp như thế này. Tức là củ sâm càng già thì hàm lượng dược tính càng cao, càng to thì giá nó càng cao. Cho nên là những củ sâm vừa to, vừa già, vừa đẹp như này thì giá nó hơi mắc một xíu nhá. Cái loại mà 20 lạng mấy một củ này nó phải tầm 40 triệu một lạng đấy, gần 40 triệu một lạng. Các bạn có thể là mua hai củ này xong kết hợp với hai cây này. Đây, đây một cây này cũng rất là già. Cây này cũng phải 7 8 năm rồi. Cây này phải 7 8 năm rồi các bạn ạ. Đó, cây này rất là đẹp, 7 8 năm rồi. Nhưng cái loại này nó chỉ có khoảng 13 triệu một lạng thôi. Những củ này, những cây này rơi tầm 13 triệu một lạng thì cây này nó khoảng 8 triệu. 8 triệu. Nhưng mà hai củ này thì phải gần 40 triệu một lạng. Đó, hai cái cây này các bạn về và ghép với hai củ này thì tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Mà không thì các bạn có thể là để ngâm mình lo cũng được. Mình lo một hình cầu, một cái bình cầu thôi. Nếu ngâm mình trụ thì ghép thành cây kia. Còn không thì ngâm hình cầu là ghép cái này. Cực kỳ chất. Đây. Nhìn vào cái chỗ này, nhìn thấy cái dáng của sâm này. Đẹp không? Hai nhánh mới đấy. Đang lên mầm, đang nhú mầm lộc này. Đấy. Tầm một tháng nữa thôi là cái mầm này lên cây dài phải chục phân. Đẹp thật. Đấy, các bạn ngắm nhìn rõ từng cái góc của củ sâm đi. Có thể là trong cái clip nó không được phản ánh được trung thực, được hết, lột tả hết cái vẻ đẹp của củ sâm. Nhưng mà các bạn mua về, các bạn cho vào bình. Cái bình hình cầu nó làm củ sâm này nhìn nó lộng lẫy hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Sâm Ngọc Linh Tuấn Hằng để xem những cái, để ngắm nhìn những cái củ sâm mới, những củ sâm chất lượng hàng ngày nhé các bạn nhé. Hai củ sâm cực to cực già. Củ này hiện tại đang là củ to nhất của huyện Nam Trà My nhá. Và củ này là củ thứ hai. Chắc chắn bây giờ ở huyện này không có hai củ nào to hơn hai củ này. Không một củ nào to bằng một trong hai củ này. Đừng nói to hơn.